Ở đây sẽ có hai cách giải. Thứ nhất là giai đoạn thử thách giúp năm em thức tỉnh rất sâu và nặng hơn chúng ta tưởng tượng, nên cứ mãi xà quần với dòng lặp. Thứ hai là cô ấy có sai lầm không dễ trị trong việc lựa chọn và tiếp cận năng lượng, dẫn đến xung quanh mình không phải đúng người, đúng môi trường, đúng thời điểm, nên cứ mãi quanh quẩn trong rối loạn cảm xúc và điều tiếng. Điều này rất nguy hiểm vì sẽ khiến cho nam em dễ bị thao túng bởi tà thuật đen và làm ảnh hưởng đến nguyên khí sáng tạo tốt đẹp trong con người của cô ấy. Câu hỏi số 1, ví nghiệp nhân quả là gì? Ví ở đây tức là năng lượng, người có năng lượng nặng nhẹ, tích cực hay tiêu cực. Nó phản phất hoặc là lộ rõ qua sắc thái nhân tướng khí chất của con người. Ví dụ người ta hay nói, người này có ví nặng nên mở hàng ế, người này có ví lấn át người khác. Cái ví này cũng giống như là phần linh hồn hoặc là phần gốc vận mệnh đi theo thân xác của bạn. Người ta không nhận ra trong thế giới vật chất vì đây là phần ẩn chìm báo hiệu cốt cách số phận và tương lai của một người ít nhiều. Còn nghiệp nhân quả tức là sự luân hồi trả vai liên quan giữa các trường năng lượng. Nó chưa được giải phóng hết. Không phải nghiệp nào cũng xấu, bởi có nghiệp là duyên để thử thách con người ta tiến bộ chứ chẳng làm hại gì ai. Cũng có nghiệp là nợ, là phải trả dài hạn, trả hoài chưa dứt vì một trong những yếu tố liên quan cho thể buông xuôi, hoặc là do những hành động vi phạm nào đó đã tích tụ sự uất ức ân oán trả vai, hoặc là để đánh đổi một điều gì đó cho một mục đích cụ thể. Câu hỏi số 2, nhận diện người có vía nghiệp quả dựa vào yếu tố nào? Dựa vào nhân tướng, khí chất, tính cách và năng lượng của họ, dựa vào biến cố hay là điểm bước ngoặt xảy ra trong cuộc đời, dựa vào năng lượng tương phản và tương thích của người khác đối với họ, dựa vào giai đoạn thức tỉnh, và đây cũng là một ẩn số không dễ nhận diện, dựa vào căn nguyên số mệnh và dự báo về tương lai. Câu hỏi số 3, nghệ sĩ Việt nào có vía nặng nhân quả? Để nói có khoảng bao nhiêu nghệ sĩ mà Eva cảm nhận có vía nặng nhân quả thì có thể rất nhiều, nhưng Eva chỉ đưa ra một vài trường hợp điển hình và sẽ giải mã làm sao cho các bạn tâm ý được điều mình nói một cách dễ hiểu nhất, cũng như thỏa mãn ít nhiều hiếu kỳ của bạn. Trường hợp thứ nhất là nam em. Nam em là cô gái có chí nặng nhân quả nhìn thấy quá rõ ràng. Điều đó thể hiện qua đôi mắt, giọng nói, tính cách, những gì diễn ra trong cuộc đời. Các nhân tố năng lượng không giới hạn khác tác động vào cô ấy cũng đủ thấy là cái vía nặng này đã theo cô ấy lâu rồi. Theo cảm nhận của mình là nghiệp nhân quả của nam em liên quan đến hai phạm trù lớn, đó là sự hạnh phúc và sự công nhận. Nam em rất có sự kết nối mạnh mẽ với tâm linh, nhưng rất tiếc là năng lượng của cô gái này quá nhạy cảm và dễ bị thao túng nên bị tạp âm khuấy động quá nhiều. Cho đến bây giờ, đáng ra là sự thăng trầm lận đận khôn tưởng có thể giúp cô ấy dần thức tỉnh tốt hơn, nhanh hơn. Nhưng lạ thay, càng đi thì nó càng lúng, nên thường quay lại trở về vị trí cũ thay vì tiến lên phía trước. Ở đây sẽ có hai cách giải. Thứ nhất là giai đoạn thử thách giúp năm em thức tỉnh rất sâu và nặng hơn chúng ta tưởng tượng, nên cứ mãi xà quần với dòng lặp. Thứ hai là cô ấy có sai lầm không dễ trị trong việc lựa chọn và tiếp cận năng lượng, dẫn đến xung quanh mình không phải đúng người, đúng môi trường, đúng thời điểm, nên cứ mãi quanh quẩn trong rối loạn cảm xúc và điều tiếng. Điều này rất nguy hiểm vì sẽ khiến cho nam em dễ bị thao túng bởi tà thuật đen và làm ảnh hưởng đến nguyên khí sáng tạo tốt đẹp trong con người của cô ấy. Với trường hợp của nam em thì Eva không thiếu cách chữa trị và Eva cũng làm rất nhiều rồi, chỉ là chưa đủ duyên để biến thiện ý của mình trở thành nguyện ý. Nói càng nhiều thì càng chẳng đi tới đâu. Chỉ muốn gửi cho nam em và những ai quan tâm cô ấy hai chữ. Một là chữ nhẫn, hai là chữ tịnh. Thật ra thăng trầm của nam em chưa thể bình lặng, phần lớn là trong lòng cô ấy còn nhiều sóng dữ. Nếu tập trung tiến về phía trước, tập trung hành động nhiều hơn giải thích, tập trung vào vẻ đẹp trí tệ và sự cân bằng tỉnh thức, tự cô ấy sớm muộn sẽ tìm ra lời giải cho mình. Nghiệp của nam em khá nặng nên chỉ có cô ấy tự giúp chính mình bằng cách cố gắng cầu thị, cảm thụ tinh tế để tìm đúng cơ duyên chỉ điểm con đường. Trường hợp thứ hai là ca Hồng Phượng và Hồng Loan. Đây là ca rất nặng, mặc dù tranh chấp của Hồng Phượng và Hồng Loan chỉ xuất hiện gần đây sau sự ra đi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Vía nặng nhân quả ở đây thấy rõ ràng trên khuôn mặt sắc diện gần như tất cả của những người liên quan nổi trội trong cuộc. Và đây là điều rất hiếm và cũng là điều đáng lo ngại. Thông thường sẽ có sự hòa trộn năng lượng lẫn nhau để bù đắp pha loãng nhằm giảm hạ bớt nhiệt hỏa trong cái lò. Nhưng sự đồng rắn này thành một khối khiến cho nó càng lúc càng chất chồng và sẽ rất khó để mà rã đông được. Điều này cho thấy là sự bức bí đó đã kìm nén rất lâu rồi và chỉ chờ ngày bộc phát sự cuồng nộ. Nó không hẳn là sự tranh chấp dân sự do tính cách hành động của con người, mà giống như kiểu các yếu tố kỵ cơ ân oán với nhau, tìm kiếm lẫn nhau để thanh toán, từ một nhóm người lan sang nhiều nhóm khác còn lại và không có điểm dừng. Eva nghĩ cái hậu cho những người trong cuộc sau này ai cũng phải trả một cái giá nào đó, dù là trong mắt người khác họ là bên thiện hay là bên tà. Bởi vì chiến tranh thì làm sao tránh được thương vong.
Và bởi vì có duyên căn nghiệp tiêu cực thì cỡ nào cũng hao tổn. Trường hợp này Eva cho lời khuyên chưa chắc người liên quan hoặc là những người có tác động sẽ tin, thậm chí còn hiểu lầm chỉ trích mình. Nhưng Eva vẫn phải nói cho những ai quan tâm ba gạch đầu dòng như thế này. Thứ nhất, một khi có vía nghiệp nhân quả nặng thì càng đấu đá thị phi sẽ càng tổn hại đến trung vận và hậu vận dù người đó là ai, đặc biệt ảnh hưởng tới thế hệ kế thừa. Thứ hai, cái giá của nghiệp nhân quả sẽ có rất nhiều hình thức, trong đó vấn đề luật pháp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một trong số những người đối đầu. Nó không chỉ đơn thuần là thư kiện dân sự, mà thậm chí bóng ma hắc ám kiếp xui tạo ra điều không nên làm, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nên trước khi để nó xảy ra, hãy biết kiềm chế để không tạo ra sinh biến chứng. Đừng để một người sụp hố sẽ hệ lụy đến cả chuỗi rồi hối hận cũng muộn. Thứ ba, người trong cuộc càng kỳ vọng sẽ càng thất vọng, đặc biệt là các mối quan hệ với nhau, và thời gian sẽ trả lời cho câu nói này. Trường hợp thứ ba sẽ là ca sĩ Jack. Nhân dáng, thần thái, đôi mắt và giọng hát của Jack kết nối mạnh với tính âm. Kiểu người này nếu không tài thì thôi, nếu có thì giống như là trời cho họ một đặc ân để mà thay đổi số phận. Nhưng để kèm với sự may mắn là biến cố ân oán để mà thử lòng thử thách, để bản thân tự giải phóng chính mình, hoặc là càng tạo thêm rắc rối cho đến một ngày bùng nổ dẫn đến hệ lụy không thể kiểm soát. Có thể nhận ra được là cái vía nghiệp nặng nhân quả của Jack đi từ những tác động do chính cậu ấy, và các tác động từ bên ngoài có luồng khí rất quỷ diệt. Luồng khí đó khó pha loãng hòa tan, nên càng ngày càng trở nên đông đặc. Tương ứng với điều đó là cơ địa của Jack rất dễ xuống dốc không phanh. Cậu ấy vẫn còn đam mê, nhưng theo cảm nhận của mình là đam mê đó đi theo một ảo giác tự mình với ta, tự tìm ra niềm vui trong nỗi cô đơn sáo rỗng. Đó là lý do âm nhạc của Jack mặc dù nghe vẫn còn phần gốc, nhưng phần tinh hoa bay bổng chưa thể hội tụ trở lại. Muốn hóa giải được cái vía nghiệp này rất khó, bởi vì vấn đề căn mệnh của Jack hiếm có được cơ duyên gặp đúng người chỉ dẫn có tâm có tầm khiến cho Jack lắng nghe. Chưa kể là Jack tin bản thân của mình nhiều hơn. Đây là số phận của Jack và chỉ có cậu ấy vượt qua được. Vì càng nói nhiều nói trước chỉ khiến cho thiên cơ bắt hạ lộ rồi lại trở nên vô nghĩa vô hiệu. Chỉ khi nào một ngày Jack tự thân muốn tìm kiếm được con đường đó, có lẽ đến lúc đó thời thế sẽ chỉ dẫn cho một cơ hội tương phùng cần thiết. Trường hợp thứ tư là sự ngoại lệ liên quan đến cặp Sơn Tùng và Chi Phu. Tại sao gọi là ngoại lệ? Tức là trong rủi có mai, trong bóng đêm vẫn hiện ra ánh sáng cho hai nhân vật này. Cả hai có nhiều điểm giống nhau, và nhờ thế đời họ mới bước sang ngã rẽ mới. Thứ nhất, họ có lượng fan hùng hậu, đều là người sáng tạo đa tài, nhưng tài năng vướng nhiều tranh cãi, thậm chí hứng chịu rất nhiều chỉ trích, đôi khi đối diện thời khắc nguy hiểm tưởng vượt không qua. Nhưng cuối cùng từ khó khăn là ít nhiều giúp họ thức tỉnh để vực dậy làm lại điều mình đã từng thất bại. Tức là cái nghiệp đó cho họ bài học thức tỉnh để sống tốt hơn, có sứ mệnh rõ ràng hơn. Thứ hai, điểm mang tiền của Chi Pu và Sơn Tùng chính là khí chất rất sang. Phải nói thêm rằng là dáng đi của họ không sang nha. Dáng đi cho thấy cực, có tiền cũng cực trí óc vì không thể ở không được. Nhưng cái sang ở đây là từ nòng cốt vận mệnh, cho thấy số vương quyền cao cơ, nên khó khăn cũng khó khiến cho họ nghèo đi, hoặc là đi vào ngã rẽ đường cùng. Thứ ba, Chi Pu phải đối diện với năng lượng nhóm Antifan manh tính quỷ diệt còn nặng hơn cả Sơn Tùng. Trong khi Sơn Tùng bị ghét cũng rất nhiều, đỉnh cao của cậu ấy khó có thể chạm lại được bởi áp lực kỳ thị, truy quét và bài xích, khiến cho ít nhiều làm tiêu hao nguyên khí, động lực và sự cảm thụ. Nhưng điều hiếm có là cả hai người này có duyên với rất nhiều nhân tài chiến thần. Đời của họ sẽ không kết thúc gặp gỡ những cơ duyên mang lại giá trị thay đổi cho họ. Và các bạn lưu ý, ai mà có số như thế này, thường vía nghiệp của họ dù phải đối diện là gì, nhưng không phải là nợ, không phải là thanh gươm chặt chém hủy diệt họ, mà là thử thách mang đến những ngã rẽ để mà chạm mặt cố nhân, chiến hữu và cơ hội. Đây là những gì mà mình thấy sao nói vậy chứ không có thiên vị ai hết, bởi vì tâm linh không có chỗ cho sự thiên vị. Và cũng không nên vì lời nói của mình khiến cho chủ thể trở nên lơ là vô tâm, không nỗ lực để rồi đánh mất vận may. Ai cũng vì cả, cuộc đời không thể nói trước được bởi thiên cơ còn có cả một bàn cờ nước đi. Nếu biết thức tỉnh, cầu thị lắng nghe, làm việc chăm chỉ và sống có trách nhiệm mang lại giá trị lan tỏa thì mới luôn có con đường. Ngược lại, trời cũng không cứu được, chuyện gì nó đến cũng sẽ đến thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Muốn làm bạn với Eva, hãy đăng ký kênh nhé. Và nếu thấy Eva xứng đáng được các bạn chia sẻ thông tin tương tác để mà tạo động lực duy trì phát triển kênh, thì Eva rất tri ân tấm lòng của bạn. Chúc các bạn bình an và nhiều sức khỏe. Và xin hẹn gặp lại mọi người tại các video tiếp theo. Bye bye các bạn.